Bây giờ đi giày vào như nào? Về đến nhà. Đi giày vào như nào? Hẳn lắm nó cái thảm là năm nữa là mệt. Đi giày vào như nào? Không phải nhà đấy à, Leon? Leon, kiểu gì cũng té đập đầu vào tường. Ôi, cái đó là đập đầu vào sàn nhà chứ không phải đập đầu vào tường. Lisa cười sao đấy sao? Lisa. Nói đi Leon, đi ra ngoài đi, phá nhà hoài vậy. Con nói đi. Leon, đi ra ngoài.